thiệt khán thính giả, cứ mỗi độ tháng tư âm lịch, những người con Phật lại đến viếng chùa để chúng ta cùng tu tập, chúng ta cùng ôm lại đời sống của Đức Phật, cũng như chúng ta cùng hành trì chánh pháp, sống theo sự đức của Đức Từ Phụ. Và kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay tại chùa Điều Ngự, chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã đến đông đủ để chúng ta có thể cử hành long trọng đại lễ Phật đản tại chùa Điều Ngự trong ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn ban trai sở của chùa Điều Ngự đã thực hiện những món ăn rất là ngon, và cảm ơn Đông Hưng Viên cũng đã góp phần để phục vụ phần ẩm thực cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đến với chương trình văn nghệ cúng dường đại lễ Phật đản tại chùa Điều Ngự, đại lễ Phật đản chung của tăng đoàn, một trong những tiết mục rất là dễ thương của các em trong gia đình Phật tử miền Quảng Đức sẽ cống hiến cho quý vị ngay sau đây. Dạ vâng, xin mời quý vị đến với tiết mục tiếp theo của gia đình Phật tử miền Quảng Đức với bài hát Em Đi Chùa Hương. Gia đình Phật tử miền Quảng Đức với tiết mục Em Đi Chùa Hương. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ chào đón sự quay trở lại của một trong những tiếng hát mà quý vị đã rất quen thuộc và bầu chọn trong chương trình Tâm Ca và Đạo Hiếu mùa 1 của đài trình IBC TV. Vâng, đó chính là ca sĩ Giang Nhân, người đã đạt giải quán quân trong chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu. Ngày hôm nay, Giang Nhân sẽ trở lại với chúng ta với bài hát
Hoa Ưu Đàm Tỏa Sáng, một sáng tác của nhạc sĩ Hằng Vang. Và bài hát này cũng để nói lên tất cả những sự tri ân sâu xa của chúng ta đối với Đức Phật, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật đã đản sanh khi Hoa Ưu Đàm tỏa sáng, Hoa Ưu Đàm xuất hiện, khi một bậc thánh nhân vĩ đại để xuất hiện trên cõi đời này để cứu độ muôn sinh. Xin mời quý vị, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ca sĩ Giang Nhân. Cùng nhau vỗ tay theo điệu nhạc hân hoan ngày Đức Phật đản sanh. Trên trời tiếng reo ca, muôn hoa dâng hương sắc, từng giọt nắng lung linh tỏa sáng anh bình minh. Hoàng hậu Mã Gia viếng khách viên hoa, vườn thường uyển lâm tỳ ni thành ca tỳ la vệ. Từng bước đi nhẹ nhàng khoan thai, từng bước đi nhẹ như cánh bay. Hoàng hậu Mã Gia bên góc cây, viên cành hoa ưu đàm. Hoàng hậu Mã Gia dừng tay hai đóa hoa, đại sinh thái tư hào quang tỏa dạng. Mặt trời xuất hiện phương đông, hồng hào quang anh như mặt người vừa đàn xuất hiện phương đông, hồng hào quang anh như mặt người vừa đan xanh, như mặt người vừa đan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Giang Nhân.